Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình với cháu đi vô đây nhân câu cá trê nha các bạn. Kinh này là sông Hán nha các bạn. Một chút. Giờ hổng gài có mưa, còn cái cá nó xuống sông này mà nó chưa lên trên bờ, thấy ụt nhiều quá. Chú cháu đang câu ở đây thả. Đây mình, đây là câu của mình, 80 lưỡi. Mình câu một chùm nha các bạn. Mình móc sẵn này lại đây mình thả. Rồi mình thả từ ở đây nha. Rồi đến xuất phát mình đây nha các bạn. À, cà xiên thả được mấy lần rồi? Mới thả lần đầu. Mới thả lần đầu luôn hả? Nhớ lúc trước thì mò cá hoài phải không? Đặt lọt luôn. Anh em mình có cục gạch nè, mình buộc đó một cục đi. Mình cho nó dằn đầu đi. Nghe đó được rồi. Xả sát mé nha các bạn, cho nó cá thượng đi cặp mé nhiều hơn. Chê thấy đây là cặm câu cá chê dính quá rồi, tính làm câu cặm mà chưa làm được. Thả mới các bạn ơi, thả hơi chậm. Mình thả sát sát mé là nó hay hơn, tại cá chê mà. Wow, thấy ụt nhiều quá bạn ơi. Có này sao đây? Đây là đồng cắt vụ vụ thu nha các bạn. Xong rồi người ta để chết, không có xả. Ai nuôi cá thì nuôi, còn ai không nuôi thì bán như dịch. Ở đây là đồng sâm Hán nha các bạn. Sâm Hán Ngọc Trúc Công Viên. Và có cầu khỉ luôn. Cầu lý tưởng quá. Mới 9 giờ. Mình đi thăm câu hoàng trường các bạn. Rồi có lý rồi. Nói lại mình thấy giật giật thì có lý rồi nè. Được. Thank you.
giật theo. Sáng mình đi thăm mình nữa. Nó càng lớn càng lớn. Mới vô thấy dính con rồi. Thuê à? Thấy nó khỏe khỏe làm sao á. Con nó kìa. Ồ. Quéo quá. Mau chết ra. Chiều 6 giờ mấy hả? À? Khoảng 6 rưỡi mà. 6 giờ mấy rưỡi rồi hả? Ra mới có 2 tiếng rưỡi rồi. Tàu khoảng 1 tiếng, 1 tiếng hồ thăm về. Dịch tực tực, có nữa rồi. Dịch dữ rồi. Rồi, có hàng luôn. Chúng tôi trắng. Lâu rồi không vậy, lâu hoài tới quá bạn ơi, cũng sực sực không quát luôn rồi, quát chơi quát luôn nè, cái con gì bự lắm vậy nè, chiều móc màu đâu có đâu, móc đủ cho mà, rồi để cái chơi nữa, quậy gì vậy? Dính cái nó xuống cái sình đó. Đen. Mình có chè hàng cái ngô.
Con nè, chú sẵn lên hàng nha bạn, chú nè, chú bự hôm nay không giặt chưa nè. Chú nhiều xíu à, ghê. Yeah. Nó cái gì vậy không? Vậy là có nữa các bạn ơi. Ô, giật mạnh dữ rồi. Bự nhỏ này mình dữ lắm. Đúng cái kia, đúng luôn. Ô. Quá ngon. Còn cái gì chắc phục mắt này luôn đó. Cuối cùng cũng vớt được con luôn.
Rồi buổi tối mình được nhiêu các bạn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái chè bự, 2 cái chè nhỏ, 4 cái ruộng, tổng cộng 12 con. Ngon rồi. Rồi xin chào các bạn nha. Sáng 6 rưỡi rồi mình đi cuốn câu về nha các bạn. Không biết có dính không đây. Đây tới viên câu mình nè. Còn đây là cá dính hồi tối nha các bạn. Mấy cái sống, cái chết thì về bỏ tủ lạnh nè. Mới dính được nhiều tối không đây. Bắt đầu mình thăm câu nha các bạn. Ngon rồi chứ, tối này dính nó chơi dính cái đầu luôn. Ôi, hàng khủng luôn. Câu cá chê dính 1 ký. Để cô đặng được kiếm cho hết hàm luôn. Câu cá chê dính 1 ký. Rồi, con chê bạn ơi. Còn cá chê chết. Xuống gì dạng này. Rồi. Đi phần dọc theo quá. Còn dính không? Chú có chơi trắng không bà? Chú có quêu luôn. Chú có tổ luôn. Chính như những trà chú quêu luôn. Đây. Rồi đâu quá bạn ơi. Ô ta ha ta ha. Trời ơi. Đi đi. Đi sắp bao nhiêu? Con hay mà. Ok. Rồi đi. Sáng này rất thấy nhiều nhiều đồ trống quá. Quá cả rồi. Thăm gì mà cậu nghe nhắc cho các bạn. Cậu muốn ruột luôn hả? Chuột luôn. Chém chút nào. Hên rồi nghe. Đâu dính được không? Còn 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 sống gì? Rồi, cua trà bá luôn, chết nữa.
Để sáng, để sáng này chết quá, tối ít chết hơn. Sáng nó chết rồi, chứ đâu nó không lên nhóp nổi mà nó gì chết. Cái cá này cũng dở quá. Mình chỉ chết cho nó chết cá. Không à, mình còn nhanh hơn nữa nè. Mình xuống chút xíu rồi đi rồi. Cá này đâu có cá 4,5 không? Ừ, cá bự không? Vì mà đâu có ăn lưới cho con dính. Ồ, đó con rồi. Văn lưới dính này lấy gì tôi thả câu? Nó sẽ lên bờ luôn vậy? Hết rồi hả? Ủa? Câu còn hết rồi con nữa. Con tưởng nó con cá vô bự nó lo lên tới bờ luôn. Trời ơi. Tối một con đó. Rồi hết rồi các bạn ơi. Sáng được cái nhiêu đúng không? Sáng mình được nha mấy bạn.